Bên cạnh những cái giới thiệu thông thường, tôi sẽ mang đến các bạn thông tin không phải ai cũng biết về mẫu xe hết sức đặc biệt này. Hey yo, xin chào anh em. Xin giới thiệu bên cạnh tôi chiếc BMW 528i GT đời 2016. Và mẫu xe này thì 5 năm trước có mức giá 3 tỷ đồng. Trời ơi, tin được không? Anh em hãy cứ chờ đón video này. Bên cạnh những cái giới thiệu thông thường, tôi sẽ mang đến các bạn thông tin không phải ai cũng biết về mẫu xe hết sức đặc biệt này. Đầu tiên, tôi sẽ mở khoang máy lên cho anh em xem. Đây rồi, nào, mở khoang máy nhựa lên luôn. Thường thường thì chúng ta hay biết về các mẫu xe của BMW sản xuất từ năm 2009 đến 2016 là hệ F10. Nhưng trên chiếc xe này thì đây là mẫu xe F7. Vâng, F7 chỉ dành riêng cho các xe GT của BMW 5 series. Thời điểm đấy thì tôi nhớ rằng có chiếc F11 chỉ kiểu dáng wagon. Rồi đây, anh em hãy cứ nhìn cái khoang máy này, nó rất quen. Động cơ này giống trên chiếc Z4, giống trên chiếc BMW 330i. Và thời điểm đấy thì chiếc BMW F7 có tất cả là 3 phiên bản. Vâng, anh em nhớ nhé, có 3 phiên bản F07. 528i thì đây rồi, động cơ 2.0, 245 mã. Có 535i tại Việt Nam là 3.0, gần 300 mã. Còn trên chiếc 550i, vâng, chiếc xe thì hết sức đặc biệt và chỉ dành cho thị trường Trung Quốc thôi. Thì tận động cơ V8 và hơn 400 mã. Quay trở lại chiếc 528i này thì xem nào, nó còn lại những gì. Đây thì thời đấy thì vẫn là cái cụm lưới tản nhiệt này. Vâng, lưới tản nhiệt tôi thấy rằng thế này nó cân đối. Chứ như beam kiểu ông X5, X7 thì to quá. Đèn vẫn là đèn xenon, xenon với hai projector. Rồi, đây là cái rửa pha. Anh em mà đi xe mà mất cái này là cũng khá là lằng nhằng đấy. Tiếp đến thì phần tên gọi, cái này cũng khá thú vị này. Đây là chiếc 528i GT. GT theo tiếng Tây Ban Nha. Vâng, có nghĩa là cuộc du lịch tuyệt vời, Grand Tour hay là Grand Turismo, tiếng Ý, tiếng Anh. Đại khái chỉ những chuyến hành trình mang lại nhiều cảm xúc. Nhiều cảm xúc ở đây là gì? Là phải đi một mẫu xe đẹp mắt, phải có khối động cơ êm ái, phải có một phần không gian đủ rộng. Như thế mới đi xe được. Nhiều người trước nay thì cứ nói rằng GT là phải là xe đắt tiền. Không, tôi không cho là như thế. 718 này cũng đắt, cũng sang chảnh. Nhưng làm sao mà có thể ngồi khoảng tầm 300-400 cây đi con đấy vô cùng mệt mỏi vì xe sport mà. Không gian thấp, rồi phần hệ thống treo nó khá cứng. Trên chiếc 528i GT này thì cả 4 lốp là lốp run flat. Chúng ta sẽ không có phần lốp dự phòng. À đây, thêm một chi tiết nữa nó cũng khá là đặc biệt này. Mời anh quay phim tiến lại gần. Đó, chúng ta sẽ có cửa hít và phần kính ở đây là kính không viền. Đây chính là mẫu xe đầu tiên của BMW sử dụng cửa hít và kính không viền. Bổ sung thêm là chiếc sedan 4 cửa đầu tiên. Chứ còn trên các mẫu xe coupe thì chúng ta vẫn có. Rồi, thêm một chi tiết nữa cũng khá là thú vị. Đó chính là mẫu xe này. Tên thì là 528i, nhưng kỳ thực nó sử dụng nền tảng khung gầm của chiếc 7 series. Các mẫu xe ngày nay thì thường có sự giao thoa về mặt khái niệm. Đâu đó anh em có thể gọi tên mẫu xe này là kiểu dáng hatchback, có 5 cửa mà. Rồi kiểu dáng crossover, gầm cao. Thậm chí gọi là hatchback cũng đúng. Nhà sản xuất thì định vị mẫu xe này thuộc phân khúc GT. Và thời điểm năm 2009 thì BMW có gọi đây là mẫu fastback. Vâng, fastback của BMW, chiếc đầu tiên và cũng là duy nhất. Sang đến năm 2017 thì thay thế cho nó là chiếc 6 series GT. Và nhắc đến 6 series thì người ta dễ dàng hình dung ra được cái đối thủ của nó là chiếc Audi A7. Tôi sẽ chia sẻ thêm với anh em về một kiểu dáng nữa cũng rất hay. Và đây, có chiếc xe này chúng ta thực hành luôn. Đó chính là kiểu dáng liftback. Bình thường vị trí cốp đó. Đây, chính xác là phần này. Mời anh quay phim tiến lại. Phần bản lề
nó nằm ở vị trí dưới này. Đó, như thông thường. Nhưng trên các mẫu xe liftback thì bản lề sẽ nằm ở vị trí gần trần xe. Như thế sẽ có một nhược điểm. Tôi sẽ chỉ ngay cho các bạn thấy. Nếu xe liftback mà mở cốp như bình thường, rất dễ bị đụng vào phần phía trên. Và đây, nhà sản xuất cũng tinh tế khi mà chúng ta chỉ cần đoạn này xem nào. Đóng lại. Đó, mở ra. Đây, nhà sản xuất cũng rất là tinh tế khi muốn chỉnh độ cao, buộc lòng phải giữ và kiểm soát rồi, chứ không thể nào mà một nhát ăn ngay được, rất dễ bị sập trần. Ngoài ra thì nói về các mẫu xe BMW F7 tại Việt Nam trước 528i và trước 535i thì các bạn có thể nhận ra được khác biệt giữa hai cái phiên bản này, đó chính là cụm đèn. Cụm đèn trên 535i nó sẽ một cao một thấp và bô ở đây là bô đôi hai bên. 528i thì sẽ liền mạch, bô thì bô một bên thôi. Đó, rồi GT, vâng, rất là hiếu chiến. Năm 2016 thì tôi nhớ rằng có một cái clip rất hay. I have a pen, I have a apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen. Còn trên mẫu xe này thì anh em có thấy không, kiểu dáng của nó. Tôi có một kiểu dáng cúp của chiếc X6, tôi có một khung gầm của chiếc 7 series, có một tên gọi của chiếc 5 series, chọn lại BMW 528i GT. Xem nào. Thật ra thì cũng không thấy thoải mái lắm khi mẫu xe này muốn mở thì phải bấm nút, chưa có keyless go hay là keyless entry. Đó, bất chấp nó là cửa hit. Rồi, thôi bây giờ cùng mời anh em vào bên trong xe đi để khám phá không gian nội thất của mẫu xe này. Bước vào bên trong không gian nội thất. Wow. Rõ ràng năm 2016, thiết kế này nó rất là hiện đại và tân tiến để nổ lên. Trên mẫu xe này chúng ta sẽ có phần cần số rất đặc trưng của BMW. Thì tôi sẽ tắt máy đi, cùng đổ xăng. Phần cần số hết sức đặc trưng của BMW. Trên chiếc 528i này, nó chỉ là bản thấp nhất của dòng 5 series GT, vậy nên chúng ta sẽ không có phần cửa sổ trời. Và màn hình giải trí này cũng hơi nhỏ. Rồi xem nào, vẫn là những cái chi tiết trang bị hết sức quen thuộc. Đó, ở đây nhá, tôi sẽ chỉ cho anh em thấy này. Cái nút PC ở đây, trên các mẫu xe VinFast ấy, cũng sử dụng chung với BMW. Thì bấm vào nó không ra được thông tin gì. Còn ở đây, mình sẽ chỉnh được, mình sẽ xem được những cái phần info. Chip chủng, mở lịch, đại khái là xem mức tiêu hao nhiên liệu. Rồi, rất hay. Đây xem nào, phần này là phần chúng ta có thể để phần thẻ, đây là phần USB, coi như đây là phần cốp. Nội thất trên mẫu xe này thì cũng rất là đẹp mắt và tôi thấy rằng nó vẫn không có cái dấu hiệu lão hóa theo thời gian đâu. Ghế ghiếc vẫn còn ngon nghề. Và cái bệ tì tay này nữa, anh em thấy không? Vẫn phải nhắc lại quan điểm, đã là nội thất đẹp thì không thể có phần phanh tay ở đây. Trên mẫu xe này thì có phần phanh tay điện tử này, auto hold này, rồi ngắt động cơ tạm thời ở đây. Chúng ta thì sẽ phải nổ máy, mặc định của nó là chế độ này, on, và một tắt thì off ở đây. Rồi, tắt máy. Tiếp tới, điều hòa ở đây là 1, 2, dưới này, 3, 4 vùng độc lập. Wow. Sao nữa nhỉ? Đây chính là cái phần nội thất, và anh em thấy không? Bảng tablo này, chi tiết này nó chỉ là giả gỗ thôi, vẫn là bóng. Đó, nhưng cũng góp phần làm tăng cái vẻ đẹp mắt của chiếc 528i GT. Tôi sẽ nói một chút về tầm nhìn trên mẫu xe này. Trên 528i GT thì tầm nhìn khá là thoáng, vị trí ngồi cũng thoải mái. GT mà, Grand Tourer, chuyến du lịch tuyệt vời thì phải có một vị trí ngồi thoải mái, một động cơ đủ sức đáp ứng được những cú đạp ga. Đây vẫn là cái phần Torspec. Vẫn là cái phần xin lỗi các bạn, không phải Torspec mà là phần con lăn
đặc trưng của BMW thế hệ này. Tôi cũng sẽ rất thích những cái mẫu xe mà có phần vô lăng chỉnh điện. Đó, vô lăng chỉnh điện. Cái này rõ ràng là mình chưa thấy trên bất kỳ một mẫu xe bình dân hay phổ thông nào, hạng cơ bản mà có cả. Bên này chúng ta sẽ có nhớ hai vị trí. Mẫu xe này có rèm điện. Rèm điện ở vị trí khoang sau. Rồi. Nhìn nội thất còn khá mới, khá ưng. À đây, nhớ hai vị trí này. Ngày trước thì trên các mẫu xe của BMW vẫn bị chê là nội thất nhựa nhiều. Ở đây thì nhà sản xuất đã thay thế nhựa cứng bằng nhựa mềm. Nhưng cái phần chỉnh ghế này nó vẫn ở vị trí dưới. Và nếu mà ai mà đeo đồng hồ đắt tiền ấy, thì cái phần vị trí này nó sẽ rất dễ bị cọ sát từ xuống sức mặt đồng hồ. Thôi, tôi sẽ cùng xuống hàng ghế thứ hai đi, để nói về phần không gian. Bước xuống không gian hàng ghế thứ hai. Bắt được ngay quả máy ảnh của anh em. Không phải để lên đây vậy thôi. Đó, và các bạn có thể thấy rằng một chiếc xe sử dụng khung gầm, sử dụng nền tảng của chiếc 7 series nó sẽ rộng rãi như thế nào. Đây, chính là vị trí chân tôi tới hàng ghế đầu tiên. Quá là rộng, rồi trần cũng vậy. Cái bệ tì tay này nữa rất rất là hoành tráng. Nhưng mình ngồi ở đây chắc là sẽ khó chịu vì cái phần trục các đăng này, và cái phần này nó cũng gồ ra nữa. Nhưng thực sự là như một cái bệ ngồi trên ghế salon ở nhà luôn. Rất rất đẹp mắt. À, mẫu xe này thì tôi tìm hiểu là có 10 loa. Nhưng mà loa ở đây thì cũng không biết là hãng gì. Điều hòa dưới này có thể chỉnh cả hai bên luôn, 4 vùng độc lập. Đó, có chỉnh auto, mắc AC. Rồi, à, đây là chỉnh cái để cốc. Mở ra đây nữa, xem nào. Đây, không phải là tủ lạnh đâu. Để cốc bình thường thôi. Và đó, vẫn cần phải nhắc lại là một mẫu xe GT. Nó đề cao sự thoải mái trong việc ngồi lái, trong việc cảm nhận của hành khách. Và mẫu xe này thì đáp ứng đầy đủ mọi cái yếu tố đấy. Chắc có lẽ là các bạn cũng muốn tìm hiểu xem phần vận hành của chiếc xe này sẽ như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ mời các bạn cùng chờ đợi phần 2 của video vận hành chiếc BMW 528i GT.